Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, sẽ huy động hiệu quả mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong nước và từ bên ngoài để phát triển và tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển và chuyển giao công nghệ đối với các ngành, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và công nghệ hiện đại, tiên tiến ở một số lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản, điện tử, viễn thông, cơ khí, chế tạo. Khi hội nhập kinh tế quốc tế sẽ mang lại cho ngành công nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức. Việc Việt Nam ngày càng ký kết nhiều các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương sẽ tạo thêm xung lực cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu giữa Việt Nam với các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Trong đó EU gồm 28 thành viên với GDP trên 18.000 tỷ đô la Mỹ và TPP hiện có 12 thành viên với GDP trên 20.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là những khu vực có nguồn công nghệ hiện đại, thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư lớn nhất của Việt Nam liên tục trong nhiều năm qua và là khu vực đem đến cơ hội cũng như là thách thức của ngành công nghiệp Việt Nam. Chúng ta tham gia vào hội nhập quốc tế thì là một đường lối đã được từng bước tiến hành từ quá trình đổi mới, nhưng mà đặc biệt là trong mấy năm gần đây chúng ta đã tham gia thương lượng các cái hiệp định hội nhập thế hệ mới cao hơn, đặc biệt là cái hiệp định TPP và cái khu vực thương mại tự do với EU, nó đã đòi hỏi những cái yêu cầu rất là cao, nhưng đồng thời nó cũng mở ra cơ hội mới để chúng ta tiếp cận thị trường rộng lớn nhất và ở cái công nghệ cao hàng đầu thế giới. Cho nên đấy cũng là mở ra cái triển vọng cho chúng ta có thể tự phấn đấu và tham gia chấp nhận cạnh tranh và chúng ta có thể đạt được cái thành tựu nó cao hơn thời kỳ. Tức là đến năm 2016, 2017, lần lượt các hiệp định đi vào có hiệu lực thì rõ ràng thì tỷ lệ chúng ta ngày càng được cải thiện tốt hơn. Và đấy là cái hướng đi mà cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng như là doanh nghiệp cổ phần thì đều đi theo và quyết tâm được đặt cái mục tiêu này để khai thác tốt nhất cái hiệu quả của các hiệp định thương mại mà chính phủ ta đã đàm phán thành công với các quốc gia. Tham gia các hiệp định thương mại tự do vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn cho các nước đang phát triển nói chung, những ngành công nghiệp còn non trẻ nói riêng. Nếu biết tận dụng một cách đúng đắn và hành động phù hợp theo từng thời kỳ, ngành công nghiệp của Việt Nam sẽ phát triển. Đặc biệt, khi hiệp định TPP được ký kết, dự kiến kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang Hoa Kỳ như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản sẽ tăng lên đáng kể. Khi đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng, mở ra một cánh cửa mới cho các sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Khi mà hiệp định TPP có hiệu lực đấy, thì gần như 100% thuế nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ sẽ được đưa về 0%. Và đó sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của chúng ta. Và những mặt hàng đặc biệt hưởng lợi sẽ là dệt may này, giày dép này, rồi thủy sản này, nông sản này, đồ gỗ, tức là các sản phẩm gỗ xuất khẩu của chúng ta, và đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng do chúng ta sản xuất. Thì đó là những cơ hội rất lớn mở ra trên thị trường Hoa Kỳ khi thuế nhập khẩu được đưa về 0%. Chúng tôi cho rằng là cái lợi thế, cái thế mạnh mà khi tham gia TPP thuận lợi đó là cái một số những cái sản phẩm của một số nước tiên tiến, ví dụ như của Nhật, của Mỹ, khi đầu tư vào cung cấp cho cái thị trường của Việt Nam thì làm cho cái giá thành sản phẩm của Việt Nam nó sẽ rẻ đi, và cái đó là bà con nông dân và những người sử dụng là sẽ được hưởng lợi về giá. Cơ hội của Việt Nam khi tham gia gia nhập vào TPP là rất lớn. Đó là một cái tạo ra một cái hướng đi mới cho ngành công nghiệp ô tô trong nước. Nhưng mà nhìn từ góc độ khác thì cái việc mà giảm thuế nhập khẩu về mức 0% ấy thì cũng sẽ là một cái thách thức không nhỏ đối với lại cái ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và nhà máy ô tô Vim nói riêng. Để mà đạt được cái mức nội địa hóa tới 45% ấy thì cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị một cái cơ sở vật chất cũng như là công nghệ thiết bị để đáp ứng được 45% để tạo cái cơ hội cho cái việc xuất khẩu và người dân được dùng cái sản phẩm có chất lượng và cái giá thành hợp lý hơn. Thì đây là một cái vấn đề mà đặt ra đối với lại tất cả các cái doanh nghiệp sản xuất ô tô. Dưới sức ép cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh toàn cầu hóa, chỉ có các doanh nghiệp mạnh mới đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài và mới có thể trụ vững tại thị trường trong nước. Còn lại sẽ bị bật khỏi thị trường nếu năng lực cạnh tranh yếu kém. Thời gian tới,
các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam nói chung cũng như một số các ngành công nghiệp có thế mạnh cần được tiếp tục quan tâm và có những kế hoạch tiếp cận, phát triển thị trường một cách bền vững hơn nữa, trên cơ sở khai thác các cơ hội của các khung khổ hội nhập mới mà chúng ta đã và đang có.